Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối đài truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 5. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc với tỉnh Trà Vinh về tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tỉnh Trà Vinh. Về khách mời của chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay là ông Trịnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua ngày 5 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024. Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Trà Vinh cùng các sở ngành liên quan tham dự hội nghị. Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin tổng diện tích rừng cả nước tính đến cuối năm 2023 là trên 14 triệu hecta, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt trên 40%. 4 tháng đầu năm 2024, các cơ quan chức năng đã phát hiện trên 600 vụ phá rừng khiến trên 180 hecta bị tác động và giảm gần 80 hecta rừng. 4 tháng đầu năm, cả nước xảy ra gần 90 vụ cháy rừng với diện tích bị ảnh hưởng ước tính sơ bộ khoảng gần 500 hecta, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2023. Các vụ cháy rừng đã khiến 3 người làm nhiệm vụ chữa cháy rừng tử vong. Theo đánh giá từ nhiều địa phương, hiện nay công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn như tình trạng phá rừng để lấy đất sản xuất, khai thác lâm sản còn diễn ra ở một số địa phương. Việc phân cấp trách nhiệm trong quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của luật lâm nghiệp chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến việc chỉ đạo triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở một số địa phương còn lúng túng, thiếu hiệu quả. Ngoài ra, chế độ chính sách đối với lực lượng làm công tác phòng cháy chữa cháy rừng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ được giao, phương tiện trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng còn hạn chế. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, 4 sẵn sàng, đặc biệt chú ý việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là trong tình hình nắng nóng kéo dài như hiện nay. Về lâu dài, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho rằng, để quản lý bảo vệ rừng hiệu quả, vấn đề hoàn thiện cơ chế chính sách lâm nghiệp cần được quan tâm. Ngoài ra, các địa phương cần tích cực tuyên truyền, nâng cao năng lực, nhận thức của người dân về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và tăng cường quy động nhiều nguồn lực đầu tư trong lâm nghiệp. Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị tổ chức rà soát, kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và thực hiện các giải pháp phục hồi diện tích rừng bị giảm, xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan theo quy định. Chiều nay ngày 6 tháng 5, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các thành viên đoàn công tác có buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh về tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tỉnh Trà Vinh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh là một trong những tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long triển khai thực hiện đồng bộ 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tỉnh có 85 trên 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 44 xã nông thôn mới nâng cao, 7 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh có 9 trên 9 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, tỉnh đã xây dựng cơ bản đạt 6 trên 8 nội dung tỉnh nông thôn mới. Cùng với đó, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã giúp hộ nghèo phát triển kinh tế ổn định đời sống. Cụ thể, cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh kéo giảm còn 1,19% dân số, đã giảm gần 2.000 hộ so với năm 2022. Ngoài ra, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong giai đoạn 1, từ năm 2021-2025, tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của đồng bào ngày càng được cải thiện và nâng cao. Hiện nay, tỉnh không còn xã đặc biệt khó khăn, 59 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm nông nghiệp, tăng thủy sản theo đúng định hướng, diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao ngày càng được mở rộng. Trong đó, diện tích nuôi tôm thâm canh mật độ cao tiếp tục được nhân rộng trên 1.074 hectare, tập trung ở các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú và thị xã Duyên Hải, năng suất bình quân từ 50 đến 70 tấn một hectare. Đồng thời, tỉnh tiếp tục duy trì nuôi tôm sinh thái kết hợp với trồng rừng với diện tích 5.750 hectare tập trung chủ yếu ở huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. Mô hình lúa thủy sản 5.600 hectare tập trung ở các huyện Châu Thành, Cầu Ngang và Duyên Hải.
Thời gian qua, tỉnh cũng đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất. Hiện toàn tỉnh có 123 hợp tác xã nông nghiệp và một liên hiệp hợp tác xã lúa gạo, thu hút hơn 28.500 thành viên tham gia. Về chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, toàn tỉnh có 291 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm đạt 5 sao và 7 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Các sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương như kẹo dừa sáp, mật hoa dừa, gạo đã phủ sóng rộng khắp ở các thị trường trong và ngoài nước. Dịp này, tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong thời gian tới hỗ trợ trong việc giới thiệu doanh nghiệp đến Trà Vinh để đầu tư nhà máy chế biến nông sản như lúa gạo, trái cây, thủy sản. Vì hiện nay, tại Trà Vinh rất ít doanh nghiệp lớn đầu tư trong lĩnh vực này. Tỉnh cũng đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng thuận hỗ trợ tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho triển khai dự án 7, 8, 10 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn 59 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Quang xin ghi nhận và trao đổi lại với các bộ ngành chuyên môn để xem xét hỗ trợ tỉnh, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Quang đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Trà Vinh trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nổi bật nhất là kết quả xây dựng nông thôn mới và phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Minh Quang đề nghị tỉnh quan tâm phát triển nông nghiệp, chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, lấy nhu cầu của thị trường để quyết định sản xuất. Một là chúng ta đang mới đầu chúng ta dùng cái từ gọi là cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Sau đó thì chúng ta có một nghị quyết tạm nông, nghị quyết 19. Trong đó xác định là đây là một cái hành trình chúng ta thay đổi tư duy. Nha, tôi nói là chữ tư duy. Chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Chữ tư duy nó khác. Tư duy là cái gì nó lớn, tức là một cái sự thay đổi rất là lớn, người ta mới gọi là tư duy. Chứ không phải là chỉ là mình phân bổ lại cái bản đồ nông nghiệp mình, ngành nào lớn, ngành nào nhỏ, bớt cái này cộng cái kia, mà nó là một cái cách tiếp cận. Rồi từ cái chuyển từ tăng trưởng đơn giá trị, tức là đơn ngành, sang tích hợp đa ngành, đa giá trị. Ví dụ như cái rừng ngập mặn ở Trà Vinh, nếu là rừng mà nếu kết hợp với thủy sản thì đó là nó đã tích hợp hai cái giá trị với nhau rồi. Tư duy sản xuất nông nghiệp là chúng ta lấy sản lượng làm mục tiêu. Tư duy kinh tế nông nghiệp là chúng ta lấy giá trị gia tăng là mục tiêu. Hai cái nó khác nhau. Nhiều khi sản lượng không nhiều nhưng mà giá trị gia tăng nó cao. Và thay đổi một cái cách tiếp cận là một là lấy thị trường để quyết định sản xuất. Ngày xưa chúng ta lấy sản xuất, chúng ta cứ sản xuất đi rồi đi tìm kiếm bán. Bây giờ chúng ta phải hiểu được thị trường người ta đòi hỏi cái gì để chúng ta sản xuất đúng cái chuẩn của thị trường. Lấy kinh tế tập thể để bao trùm, để phát huy cái giá trị kinh tế hộ. Hồi xưa giờ chúng ta tính từng hộ, bây giờ chúng ta kinh tế tập thể. Đây cũng có nghị quyết là nghị quyết 20 về phát triển kinh tế tập thể rồi. Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm phát huy vai trò của khuyến nông, tập trung đào tạo kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ khuyến nông ở địa phương, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững ở địa phương. Trước đó, trong buổi sáng, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đến thăm các mô hình hợp tác xã trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Trà Cú. Đoàn đến thăm hợp tác xã nông nghiệp Phú Mỹ Châu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành và hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú. Tại mỗi nơi đến, đoàn nghe báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã trong thời gian qua. Qua nhiều năm hoạt động, các hợp tác xã đã từng bước tạo được niềm tin và sự ủng hộ của các thành viên tham gia hợp tác xã, xác định sản phẩm chủ lực của địa phương là cây lúa, từ đó đổi mới phương pháp sản xuất, xây dựng mô hình liên kết, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận tăng qua từng năm, tạo việc làm thường xuyên cho người lao động tại địa phương. Với kết quả nêu trên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Quang đánh giá cao về tình hình hoạt động cũng như định hướng phát triển của hợp tác xã, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến đề xuất. Lưu ý hợp tác xã giai đoạn tới nên quan tâm xây dựng kế hoạch, lộ trình, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh cụ thể hơn, phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, góp phần giúp cho hợp tác xã hoạt động hiệu quả cao hơn nữa, tập trung đầu tư xây dựng cho thương hiệu thay vì nhãn hiệu, hướng tới sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, các hợp tác xã có thể liên kết với nhau theo mô hình liên minh hợp tác xã nhằm phát huy lợi thế của kinh tế theo quy mô, đa dạng sản phẩm, tăng cường năng lực và hiệu quả sản xuất đi đôi với việc hạ giá thành, kiểm soát chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
Dịp này, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đến tham quan các mô hình tiêu biểu trong việc xây dựng nông thôn mới huyện Trà Cú như tham quan quy trình sản xuất tại cơ sở sản xuất kinh doanh Trị Cảnh, xã Hàm Giang, tham quan mô hình khu du lịch nhà cổ 2 Đại An, xã Đại An, thăm tặng quà tại chùa Sòi Sim mới xã Ngãi Xuyên. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Quang chúc các vị sư, ban quản trị chùa và bà con Phật tử nhiều sức khỏe, tiếp tục đồng hành chung sức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Hôm qua ngày 5 tháng 5, tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp Lê Pha Sô, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh phối hợp với Hội đồng An toàn Vệ sinh Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Đến dự có ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Kim Rương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tháng công nhân năm 2024 có chủ đề đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết. Mỗi công đoàn cơ sở trong từng đơn vị doanh nghiệp tập trung quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn và trường hợp bị tai nạn lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Với mục tiêu hướng về người lao động, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tập trung tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chương trình cảm ơn người lao động, tổ chức tháng cao điểm phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở, diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp vì công nhân, biểu dương khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu, chương trình khỏe để lao động sản xuất. Hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Qua đây, giúp doanh nghiệp và người lao động có biện pháp kiểm soát nguy cơ rủi ro về an toàn, hạn chế xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình biểu dương những thành tích mà các cấp công đoàn và công nhân lao động đạt được thời gian qua, đồng thời đánh giá cao các sáng kiến của đoàn viên công nhân luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình xây dựng và phát triển, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn dành sự quan tâm, chăm lo cho công nhân, người lao động. Ủy ban nhân tỉnh mong muốn Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công nhân lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên công nhân lao động, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để công đoàn tiếp tục là chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên công nhân lao động. Đồng thời cũng thể hiện rõ vai trò đồng hành cùng với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp vì việc làm đời sống của người lao động, quan tâm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách, luôn mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát triển, ngày càng được nhiều khách hàng tín nhiệm. Do đó, tôi đề nghị các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật đối với người lao động, nhất là thực hiện tốt các chế độ về tiền lương, tiền thưởng, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động. Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động để công nhân lao động an tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp. Nhân tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tặng 1.200 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí xây dựng 18 căn nhà mái ấm công đoàn từ nguồn quỹ mái ấm công đoàn. Riêng đối với huyện Trà Cú, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 100 phần quà cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tặng bằng khen cho 29 đoàn viên công nhân lao động có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất năm 2023. Cục Thi án dân sự tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác của Ban chỉ đạo Thi án dân sự tỉnh và sơ kết công tác Thi án dân sự, Thi án hành chính 6 tháng đầu năm 2024. Ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban chỉ đạo Thi án dân sự tỉnh đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, tạo động lực tích cực cho đội ngũ cán bộ công chức và người lao động ngành thi hành án dân sự hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thi hành xong 4.256 việc trong tổng số 15.720 việc phải thi hành, đạt 45%, tăng 536 việc và tăng 8,8% so với cùng kỳ, còn thiếu 38% so với chỉ tiêu được giao năm 2024. Số tiền thi hành xong là 225.560 triệu đồng trong tổng số tiền phải thi hành là 2.023.689 triệu đồng, đạt 22%, tăng 89.109 triệu đồng và tăng 4,20% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, Cục Thi hành án dân sự cũng đã tiếp 20 lượt công dân, số lượt tiếp công dân được thực hiện nghiêm, công khai, chấp hành đúng quy định, tiếp nhận 10 đơn khiếu nại tố cáo, giải quyết xong 7 trên 10 đơn, tiếp nhận 2.186 việc thủ tục hành chính, đã giải quyết 2.186 việc, đạt 100%. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình đề nghị thời gian tới các cơ quan thành viên ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh cần tiếp tục quan tâm thực hiện đúng đầy đủ chức năng của mình trong công tác phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự, khắc phục những tồn tại hạn chế thuộc về nguyên nhân chủ quan đã được nêu tại hội nghị. Các ngành cần phải nhận thức đầy đủ, thực hiện đảm bảo việc thi hành án hành chính. Bên cạnh đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền và ban chỉ đạo thi hành án dân sự trong việc chỉ đạo công tác thi hành án, đặc biệt là chỉ đạo tổ chức thi hành những vụ việc có tính chất phức tạp. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp huyện, tỉnh cần tăng cường kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động thi hành án, giao cho Cục Thi hành án dân sự tham mưu thường trực tỉnh ủy có kiến nghị đối với Bộ Tư pháp, cơ quan trung ương trong việc tăng cường biên chế cho các cơ quan thi hành án dân sự ở địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án dân sự tỉnh trà Vinh. Sáng nay ngày 6 tháng 5, ông Trịnh Minh Tự, Chánh án Tòa nhân dân tỉnh trà Vinh đã chủ trì hội nghị giao ban công tác xét xử tháng 4 năm 2024. Đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với tòa nhân dân hai cấp. Trong 7 tháng, tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, tòa án hai cấp đã tập trung nâng cao chất lượng giải quyết vụ án, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, tăng cường công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và đối thoại trong giải quyết vụ án hành chính. Cụ thể, tòa án hai cấp đã thụ lý 7.091 vụ, trong đó đã chuyển 19 vụ, nhập 9 vụ. Còn lại phải thụ lý giải quyết 7.063 vụ. Qua đó đã giải quyết xét xử được 4.073 vụ, đạt tỷ lệ trên 42%. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ án thụ lý tăng 668 vụ, giải quyết tăng 727 vụ. Cùng với đó, Tòa Nhân dân hai cấp cũng đã thực hiện tốt công tác hòa giải, đối thoại thành được 1.553 vụ, đạt tỷ lệ trên 43%. Tuy nhiên, tiến độ giải quyết đối với một số vụ án vụ việc còn chậm, nhất là những vụ án vụ việc tồn đọng kéo dài, chất lượng xét xử, án bị hủy, sửa do lỗi sai sót của thẩm phán vẫn còn xảy ra với 22 vụ. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận rút kinh nghiệm trong công tác xét xử thời gian qua, đồng thời triển khai kế hoạch, bàn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiến độ giải quyết các vụ án vụ việc đúng quy định pháp luật, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt là tập trung thực hiện có hiệu quả nhóm giải pháp đột phá với mục tiêu tiếp tục để nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa án, giải quyết dứt điểm các vụ án còn tồn đọng kéo dài, chú trọng tập trung làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, tích cực triển khai thi hành luật hòa giải, đối thoại tại tòa án, tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính, tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của tòa án, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch trong công tác xét xử đã đề ra. Thú vị cho các bạn, mới đây, tại hội thảo tư vấn du học nghề cho học sinh trung học phổ thông trong tỉnh cho thấy, nhiều học sinh rất quan tâm đến du học nghề để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, vấn đề lo ngại lớn nhất của học sinh nói riêng, người dân khi muốn được xuất khẩu lao động nói chung hiện nay là chính sách hỗ trợ của tỉnh cho những người đi lao động học tập ở nước ngoài. Trả lời vấn đề này, ông Trịnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết trong chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa ông Trịnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, chúng tôi được biết là trong những năm qua thì tỉnh ta thực hiện rất tốt công tác du học nghề cho học sinh sinh viên, nhất là xuất khẩu lao động. Vậy thì công tác này từ đầu năm đến nay đã được tỉnh ta thực hiện đạt kết quả ra sao ạ? Trong những năm qua, công tác đưa người lao động đi làm việc có tại nước ngoài, trong này có du học nghề, chúng ta thực hiện đạt nhiều kết quả đáng kể. Là năm 2022 á, ta đưa được 915 người. Năm 2023 ta đưa 1.192 người, đạt 132%. Riêng chỉ 5 tháng đầu năm thôi thì chúng ta đưa gần 1.000 người. Vậy chỉ trong vòng 2 năm 5 tháng chúng ta có trên 3.000 cái lao động đi học tập và làm việc ở nước ngoài. Vâng thưa ông, vậy thì theo ông, yếu tố nào để mà tỉnh ta thực hiện có hiệu quả công tác xuất khẩu lao động cũng như là du học nghề trong những năm qua? Các yếu tố mà để chúng ta đạt cái kết quả đi du học và đi làm việc có thạng ở nước ngoài thì cái thứ nhất đó
là được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo thường xuyên liên tục. Cái thứ hai là công tác thông tin tuyên truyền chúng ta làm rất tốt, phối hợp với đài phát thanh truyền hình, rồi Vinh, rồi báo, các báo, rồi là tổ chức các cái phiên giao dịch việc làm, các cái hội thảo đi về các địa phương vùng sâu vùng xa, ta làm là tương đối tốt. Cái thứ ba là cái hỗ trợ cho vay vốn ở Trà Vinh chúng ta, cái chính sách hỗ trợ cho vay vốn đi học nghề và đi làm việc có tạng nước ngoài, chính sách này đã lan tỏa đi đến địa phương, cho nên là trong nhiều năm qua rất là tốt. Và có điều đặc biệt nữa là cái nhận thức của người dân hiện nay là đi làm việc có thạng nước ngoài nó đạt được hai yếu tố. Cái thứ nhất đó, về mặt kinh tế, mỗi một em đi du học nghề hoặc là đi làm việc có thạng nước ngoài gửi về cho gia đình một tháng là 20 triệu. Thì đây là giúp cho cái gia đình thoát nghèo. Còn nếu mà cái hộ nào mà cái gia đình mà là khá giả thì vươn lên làm nghèo, thì làm giàu. Cái thứ ba nữa là có một điểm nữa đó là về mặt xã hội đó, thì các em đã có công ăn, có việc làm ổn định thì nó đã giải quyết được cái vấn đề là công việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Như ông cũng vừa đề cập đến hiệu quả của chính sách vay vốn xuất khẩu lao động và du học nghề, đây cũng là một vấn đề được rất nhiều học sinh cũng như là người dân trong tỉnh quan tâm, nhất là đối với những đối tượng nghèo mà khi muốn du học và xuất khẩu lao động. Vậy thì xin ông chia sẻ cụ thể những chính sách được tỉnh ta hỗ trợ như thế nào? Thì theo cái nghị quyết số 11 của Hội đồng dân tỉnh Trà Vinh chúng ta đó, là chúng ta hỗ trợ cho đi du học nghề và đi làm việc có thạng nước ngoài rất là tốt. Đối với đối tượng mà đi làm việc có thạng nước ngoài đó, nó ngắn gọn là xuất khẩu lao động, thì chúng ta cho vay vốn cho đến 150 triệu đồng. Chính sách của chúng ta hiện nay là rất là tốt và được chia ra làm hai giai đoạn để giải ngân. Giai đoạn thứ nhất đó là khi các em vừa đậu phỏng vấn thì được giải ngân là 40 triệu. Cái số tiền này để cho các em là ăn học. Cái thứ hai là khi mà các em có visa xong đó thì được giải ngân hết cái số còn lại theo cái hợp đồng. Và cái số tiền này đó là chi cho các cái khoản như sau. Thứ nhất là cái tiền học ngoại ngữ, cái tiền học giáo dục định hướng. Điểm nữa là cái khám sức khỏe, rồi tiền visa, tiền làm hộ chiếu, là tổng số là hỗ trợ cho các em. Là hỗ trợ đối với những đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đó, thì chúng ta là cho hỗ trợ cho đến là 17.420.000. Còn lại các đối tượng khác mà không thuộc đối tượng này đó, tất cả đối tượng đều được, nếu tham gia đi du học nghề hay là đi làm việc có thạng nước ngoài thì được hỗ trợ 70% của số này, thì được là 12.194.000. Coi như là tất cả các đối tượng tham gia đi du học nghề và đi làm việc có thạng nước ngoài đều được hỗ trợ là trên 10 triệu đồng. Đó, nhờ cái chính sách đó như thế cho nên là chúng ta trong nhiều năm qua chúng ta đã làm tốt với công tác du học nghề và công tác đưa người lao động đi làm việc có thạng nước ngoài. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì chúng tôi cũng ghi nhận một vấn đề mà nhiều em học sinh cũng phản ánh, đó là hiện nay thì chi phí du học nghề ở một số nước khá cao, trong khi thì chính sách hỗ trợ cũng còn thấp. Điều này cũng gây nhiều hạn chế và khó khăn cho các em học sinh khi mà tham gia du học nghề. Vậy thì ông chia sẻ về vấn đề này như thế nào? Thì đối với tỉnh chúng ta đó là đã hỗ trợ cho các em vay vốn và hỗ trợ không hoàn lại như tôi đã vừa nói trên. Thì đó là chính sách tốt nhất của tỉnh rồi. Là hiện nay là cái điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh chúng ta chưa phải là tốt, nhưng mà được sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã cho các em vay vốn như thế là đã quá cao. Bởi vì một số nước như là ở Úc, ở Đức, ở Canada thì cái chi phí nó quá cao. Nhưng còn lại một số các quốc gia ở lân cận chúng ta như Nhật Bản, Hàn Quốc thì cũng còn thấp. Nhưng mà đối với này, nếu như các em mà muốn cần đi du học thì các em phải đi bằng con đường vòng. Ví dụ như là các em đi làm việc có thạng nước ngoài trước, đăng ký xuất khẩu lao động trong 3 năm thì các em có một số rất là lớn rồi. Rồi các em quay trở về, rồi các em làm thủ tục, các em đi du học tiếp. Thì hiện nay rất là nhiều em
ở Càng Long, ở Trà Cú, ở Cầu Kè cũng đang thực hiện vấn đề này. Cho nên là cái vấn đề này tôi khuyên các em cũng nên chọn lựa nghề nghiệp và cái quốc gia mình đi du học cho nó thật cụ thể, thật rõ ràng để về các em là đi có cái việc làm ổn định cho nó tốt. Vâng, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề trả lời ý kiến công dân vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.